sau sự kiện ra mắt iPhone 11, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để những người đang có ý định sở hữu một chiếc iPad mới của Apple với mức giá giảm sâu. Theo Digital Trends, chiếc iPad Pro Wi-Fi 12.9 inch màu xám với dung lượng lưu trữ 1TB hiện chỉ còn 1.350 đô la Mỹ trên Amazon thay vì mức giá 1.750 đô la Mỹ như trước đây. Khách hàng thậm chí còn nhận được thêm 50 đô la Mỹ nếu đăng ký tài khoản nhận thưởng trên Amazon. iPad Pro 2018 được biết đến với hiệu năng vượt trội sử dụng chip A12X Bionic 8 lõi, khả năng tương thích với nhiều phụ kiện như bút Apple Pencil hay bàn phím thông minh, khiến iPad Pro trở thành một thiết bị đa năng. Ngoài mức giảm giá sốc trên Amazon, nhiều iPad cũ cũng được Apple giảm giá sâu. Theo Apple Insider, Apple giảm giá iPad Pro 1TB đến 200 đô la Mỹ ngay sau sự kiện ngày mùng 10 tháng 9 vừa qua. Các mẫu iPad Pro 11 tinh bản Wi-Fi có dung lượng bộ nhớ trong 64GB và 1TB giảm giá lần lượt 125 đô la Mỹ và 200 đô la Mỹ còn 675 đô la Mỹ và 1150 đô la Mỹ. Ngoài ra, các mẫu iPad 9,7 inch cũng giảm giá từ 80 đô la Mỹ đến 100 đô la Mỹ tùy phiên bản. Ngoài giảm giá iPad, các mẫu iPhone XS và XS Max cũng được Apple giảm giá sâu. Đây là động thái dọn kho của Apple trước khi iPhone 11 lên kệ ngày 20 tháng 9 tới.